bạn của anh Tuấn Hưng á, không tôi biết. Anh có gia đình, có con thơ hạnh phúc, vậy mà tại sao anh còn nói yêu em? Anh đến bên em cho em một tiếng cười, nụ cười hòa trong dòng nước mắt. Anh có biết không, lầm này như đã chết, lòng em đâu muốn làm người thứ ba. Nên sau một tình yêu, đến sau một cuộc tình, nhìn anh bên gia đình em ấm. Em không cho nỗi đau người thứ ba, giờ em không cho riêng em mà thôi. Thì thôi anh về đi, về vui với gia đình. Vợ anh đang chờ anh, con anh đang ở đây. Đừng quan tâm gì em. Ôi sao không nghe tiếng. Con ơi, bài con nợ mẹ. Ngân không biết là Ngân có tuổi không, thì xíu nữa Ngân nghe nhá. Cảm ơn Mai, cảm ơn Quang. Hello anh Ninh, hello mọi người. Anh có gia đình, có con thơ hạnh phúc, vậy mà đã sao anh còn nói yêu anh. Anh đến bên em cho em một tiếng cười, hoa trong dòng nước mắt. Anh có biết rằng lòng này như đã chết, lòng em đâu muốn làm người thứ ba. Nên sau một tình yêu, đến sau một cuộc tình, nhìn anh bên nhà đình em ấm. Em khóc cho đó là người thứ ba, rồi em khóc cho riêng anh mà thôi. Thì thôi anh về đi, về vui với gia đình. Vợ anh đang chờ bên anh đang ở đây, đừng quan tâm gì em và đừng nói lời ai. Hãy để cho em được bình yên. Ngày xưa không gặp nhau thì ngày nay đâu còn đau, giờ đây kẻ khóc trái ngang tình cô đau. Làm sao quên được anh, làm sao có thể cười. Anh đã cho em biết tình đau. Đang hát bình thường mà sao bạn mất tiếng hả? Em tưởng là bị mất tiếng thiệt.